tuy lo mà chẳng mê mang, nên không bị kéo vào đàn yêu mang. Kệ kinh dạy để làm ra, Phật không dạy để ngồi mà tụng xuống, vừa xem vừa phải hành luôn. Tu như thế mới chánh đường con ơi, kệ kinh chẳng thuộc một lời, lòng từ bi có cũng ngồi tòa sen. Những người lòng giả bạc đen, tụng cho đến chết không lên Phật đài. Cao trong chơi chuốc bên ngoài, thế gian dũng tướng Phật ngài dũng tâm. Tu lâu không đạt quyền thâm, phần nhiều khẩu Phật mà tâm đập xa. Chỉ lo dọn dẹp ngoài da, trong tâm bỏ phế hơn là rừng quang. Dối lòng dối cả thế gian, tu như thế ấy tội càng lớn thêm. Giờ này cũng đã nửa đêm, thấy con trằn trọc mẹ mềm ruột gan. Mượn lời trong chốn không gian, cùng con trò chuyện đá vàng đời nay. Có đêm nhất định có ngày, có phàm tất có Phật đài ơi con. Có đời chết chốc hiếu vong, cô nhiên có cảnh sống còn an vui. Ấy là cảnh Phật con ơi, chúng sanh muốn biết hãy dời đến xem. Khác hơn cõi thế tèm lem, ở nơi cõi Phật tòa sen chói lòa. Phật nào cũng ở trên hoa, không hề chết mất, không già bệnh thân. Dung nhan đẹp khác phàm trần, vị nào cũng đủ tinh thần quang minh. Thật là trường cửu hòa bình, đáng cho nam nữ siêu sinh cõi này. Cõi này không phải mới đây, mà từ vô thị đến nay có rồi. Nhiều người đã tới đây ngồi, vẫn còn vô số kẻ trôi biển trần, nhìn vào khổ ách muôn dân, khiến lòng từ mẫn như dần nát tan. Quyết ra tay cứu thế gian, lấp sóng biển khổ lòng vàng mới ưng. Dạy tu để cứu khổ dân, chứ không dạy chỉ lo thân quên người. Gặp khi binh lửa khắp nơi, người tu càng phải giúp đời nhiều hơn. Người tu phải có lòng nhân, tu như thế mới đúng chân giáo truyền. Khổ nạn còn có vô biên, đâu đành ngồi ngó não phiền của dân. Con ơi dù phải tao tần, cũng đừng bỏ giả cứu trần thoát mê. Riêng thân dầu có nặng nề, miễn đời nhé gánh cũng hê hả lòng. Hiện giờ khắp chốn Tây Đông, hóa thân Bồ Tát đầy trong cõi trần. Đó đây kêu gọi không ngừng, kêu cho sanh chúng xả thân tu hành. Bỏ lòng giết hại lẫn tranh, tạo nền hạnh phúc bình thánh lâu dài. Mạng người ai cũng như ai, vì mình mà nở xuống tay, sao đành thù nhau dù có muôn thành. Vợ này cũng ráng mở tình thứ tha, nếu mình tha thứ người ta thì người ta sẽ thứ tha cho mình. Trong đời nhiều lúc vô tình mà gây tội lỗi cho mình không hay. Lỗi mà thú nhận ra ngay, muôn người chỉ có một hai lạ cùng. Một khi nổi gió đụng đùng thì cây cội ngã nào, không bao giờ hành vi lỗi chẳng nằm trơ.
mà là lỗi ấy hại cho nhiều người. Lỗi dù che đậy bao nơi, đến khi rốt cuộc thì người cũng hay. Lỗi mình biết trước hơn ai, trong tâm lo sợ mỗi ngày không ngưng, tránh đừng phạm lỗi vào thân. Lỗi như đã phạm thì cần hối ngay, chớ cho lỗi ấy kéo dài. Sớm ngày hối cải sớm ngày an tâm, trả vai định luật không lầm. Nên khuyên sanh chúng chớ nên khinh lờn, dứt xong cái tánh ngã nhân, tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng. Tham sân khi đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng cũng tiêu. Ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp chẳng siêu Phật đài. Con ơi nhớ bảo gây cay, mấy điều ấy ráng miệt mài cho nên. Thành công do ở chỉ bền, đừng lòng sớm nhớ chịu quên không đành. Đã tu thì phải có hành, tu xuống cửa miệng hổ danh nhà thiền. Không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền gần nhau. Tu hung Phật dạy hồi nào, đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu. Tu cho sáng chứ tu mù, tu cho siêu thoát chứ tu tiêu hồn. Tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu phồn dại ngu. Cũng thời nhập đạo vào tu, người hầu Phật tổ kẻ chầu ma vương. Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường tạ càng buộc càng mê, chỉ đường chánh mới tự tề giác quan. Đạo tạ thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toan cứu đời. Đạo tạ như đám sương mây, còn đường đạo chánh như trời sáng ra. Tà làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt kẻ già khắp nơi. Chánh tà khéo chọn con ơi, bước sai một bước khổ đời muôn năm. Chúng sanh như lạc rừng thâm, lấy sao làm dấu để tầm hướng ra. Cứ quanh trong chốn rừng già, thân kia khó tránh hùm ta ngày nào. Biết nguy thì phải trốn mau, trói tay rồi mới tẩu đào kịp đâu. Muốn đi qua khỏi sông sâu, phải lo sắm đủ thuyền tàu trước đi. Quy y mà chẳng hành y, ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần. Có thân sớm liệu lấy thân, đừng chờ hấp hối mới lần chuỗi tay. Tu trong chớ có tu ngoài, thật lòng mổ đạo chứ bài dối tu. Trời trong bóng có mây mù, nay án mai chẳng sự đâu thể ngờ. Xảy ra bão tố khắc giờ, đủ làm vạn vật xác xơ lắm rồi. Biến thiên đã định trong đời, xưa nay như thế mặt người tin không. Nếu tin tin chắc nơi lòng, thường ngày tinh tấn gắn công tu hành. Không mang thế sự lợi danh, chỉ lo bủa rộng chân tình từ bi. Làm cho mình hết mê si, đồng thời giúp kẻ khác đi chánh đường.
đạo màu nhất quyết phô trương, khiến cho ai cũng thiện lương như mình. Tam quy ngũ giới chặt gìn xây nên hạnh phúc hòa bình khắp nơi. Treo gương bác ngay tốt tươi mở đường sáng rộng cho người đi theo. Kêu dân giúp kẻ khó nghèo, gọi người hợp tác để gieo giống lành. Nhà nhà nỗ lực tu hành, không ai gây gỗ tranh giành với ai. Trẻ già ăn ở thẳng ngay, thương nhau như thể chân tay, ruột rà đầu làng cuối xóm thuận hòa. Không ai mất của không nhà hàm oan, nhà nào cũng được ngủ an. Không còn thấy kẻ ngoại đàn anh sinh, được vinh thì cũng đồng vinh, khổ vui đều biết lấy tình sớt sang. Chẳng nghe thấy kẻ tham gian, tạo nên xã hội hoàn toàn thanh liêm, hiếu trung ăn ở trọn niềm. Sống không hổ thẹn cổ kim, chút nào điều này không phải chim bao. Quyết tâm có một ngày nào dựng lên, con người nói phải làm nên, luận xuống đến chết tuổi tên không thành. Giảng kinh miệng đọc tâm thành, chấp tay thì phải lòng thành Nam Mô. Học câu Bồ Tát hư vô, của người muôn hốt vào bồ sao nên. Nếu bờ giác ngạn muốn lên, nở nần chớ có chất trên vai nhiều. Vai càng nhẹ gánh bấy nhiêu, chân càng lẹ bước dễ trèo lên cao. Tu hành cũng thế khác nào, nghiệp mê càng nhẹ càng mau đắc thành. Nhà tu thì phải làm lành, trọng điều phước đức hơn danh lợi, trần tu cho minh mẫn tinh thần. Tu sang hơn kẻ tục muôn phần là tu, tu còn tâm trí mờ lũ, tại người chưa được tốt tu dòng trần. Phải cho đoan chánh nhân thân, trong lòng bình tĩnh xét cân mọi điều, những gì còn có bao nhiêu. Tự mình biết rõ chẳng điều nào sai, lấy tâm thống trị bên ngoài, đừng cho ngoại vật đỏ đài trong tâm. Dòng tình như đá nam châm, cảnh trần như sắc đến gần hút ngay. Cảnh xem tình chẳng đồng lai, là điều rất khó xưa nay. Ít người việc chi dù khó mấy mươi, lòng người nhất quyết rốt rồi cũng nên. Người tu cần có chí bền, gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Ngày nay được biết quy y, là do tiền kiếp đã đi đường lành, tu thêm nhất định sẽ thành, cũng như giàu có nhờ danh nhiều năm. Đạo thành rõ mối quyền thâm, như mù được sáng hết lầm đường đi. Sự vui còn có chi bì, chúng sanh còn ngại nổi gì thờ ơ. Ngồi không nói việc thiên cơ, đâu bằng đổ thế được nhờ áo cơm. Dù cho bận việc sớm hôm, trong lòng cũng chớ quên dân nghèo nàn. Tu cho lợi ích thế gian, xin đừng tu bỏ xóm làng bơ vơ.
giúp người chớ lửa thân sơ làm ơn chớ có bao giờ kể ơn. Ở cho đáng mắt hiền nhân kẻ xa cũng mến người gần cũng ưa. Những lời chửi rủa nên chừa nói nặng thêm bất cháy chua cũng đừng. Một mình trong bốn vách dừng dừng coi như trước triều thần nghiêm trang. Không nên nói bướng làm càng đồng thời cũng vẫn đàng hoàng dung nghi trong tâm còn tưởng quý chi. Trừ xong chớ để thực thi ra ngoài mỗi khi tâm vọng trừ ngay tất nhiên hành động hai tay không còn. Nhớ câu nước chạy đã mòn thường ngày biết sửa lối còn vào đâu. Thường người hăng ngay buổi đầu sau rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm. Trong nhà muôn có hoa thơm không cầm chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ chẳng lo cung bái bao giờ trang linh. Tu hành mà thiếu đức tin để cho ma quỷ dỗ dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông dình tâm cứng tở sắc đồng ít ai. Tại sao tu quỷ tu hoài mà không thành Phật tại hay tu càng. Tu không nhất định con đàn đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời. Nhiều người nào khác con dơi ba hồi làm chuột ba hồi làm chim. Mơ thương đời chẳng nỡ ngồi im. Con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân mặt cho nắng sợ mưa tần từ bi dẫn đặt gót chân cấp cùng. Ngày nào còn kẻ lao lung người tu chưa được toại lòng ơi con biển non có lúc cạn mòn tình yêu nhân loại vẫn còn luôn khi. Thuyền từ suối ngược cứ đi vớt cho hết khách lâm nguy giữa dòng. Từ bi tình ấy mênh mông mãi lo đắp lãnh quạt nồng cho dân. Tu không giúp đỡ thôn lân chữ tu ấy có ai cần làm chi. Khá khuyên nhủ các tăng ni chớ nên im thế hãy đi độ người. Đang cơn ách nước tay trời ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu. Vì dầu mất buổi công phu giúp đời được lợi chữ tu cũng còn. Riêng mình mắt đẹp ăn ngon còn người đôi rách lòng son đâu đành. Thấy ai khổ biết động tình không cần chuỗi hốt cũng thành Phật tiên. Khởi tâm lành khó vô biên người nào có được thần tiên chẳng phàm. Ráng làm những việc khó làm quỷ thần nể mặt thế phàm kiên quay. Hứa thì làm chớ để sai, nguyện tu thì phải thường ngày lo tu. Nếu tâm còn thấy mờ lu phải cần tinh niệm công phu thêm dài. Khi lòng nghĩ quấy trừ ngay, quấy không còn giống quệ khai ra liền. Hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quấy là miền trần gian. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì. Nếu không chịu khó kiên trì loạn tâm kia có dễ gì bình sông. Giặc nào bằng thứ giặc lòng lúc nào cũng đánh chứ không lúc ngừng phải lo dè giặc canh chừng.
hớ hình một tí địch quân nó vào, thói quen không thể trừ mau đừng cho tật xấu nó vào ở lâu. Trong tâm có Phật ráng cầu Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai. Chớ tu ỷ lại Phật ngoài mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng. Nếu không tìm thấy Phật trong Phật ngoài cũng lại khó mong lại gần. Hãy nên tự chủ tinh thần đừng cho vật chất xa gần khiến sai. Chỉ quy được cả trong ngoài hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do, cái bầu vũ trụ thật to. Những tâm người lấy đỏ so kém gì, tâm không có sắc màu chi. Chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm, trong khi đi đứng ngồi nằm tự mình phản chiếu coi tâm thế nào. Bổn tâm dung chẳng ra vào, đã không trên dưới sắc màu cũng không. Thấy tâm phải biết bằng lòng, bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm. Con ơi muốn rõ quyền thâm, mỗi mình ấy ráng kiếm tầm cho ra, tự làm chứ cậy người ta. Vì rằng thành Phật thành ma tại mình, khó khăn lục dục thất tình cố ngăn, sẽ được cố gìn thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên hơn nhau, ở một chữ bền mà thôi. Nay chưa xong được thì mới, mới chưa thì mốt cũng rồi chẳng không, thích ca cũng phải dày công. Chớ đâu đạt được lục thông tức thời, thiện nam tín nữ khắp nơi cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm thành công, chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn giàu cả vạn tiền công tiền lời, mới vừa lái Phật ban mới. Kế chiều đó muốn được ngồi tòa sen, ở trần dôi trá đã quen. Khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn, thấy đời tu dối thêm buồn, gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, lợi chỉ cho Phật mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội đừng hòng giảng sanh. Ở ngoài đời đủ lối cạnh tranh, trong chùa chỉ một đường lành mà thôi. Chưa tu xảo quyết đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, người không nghe Phật người dương khổ nàng. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm gian cho đời. Sang không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân. Chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc trái ít người. Cho nên kẻ biết tỉnh hồi thật là của quý vàng mười khó so. Con ơi cùng Phật toan lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường. Chớ đời đủ thứ ghen tương, đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình. Đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung.
đời lo xác thịt thung dung đảo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đạo vui thể chấp tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đời nằm trong bức màn đen, đạo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời. Đời ngay dương mắt không rời, đạo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng. Đời thường ăn ở tham gian, đạo bao giờ cũng giữ đàn thẳng ngay. Đời lo cửa đóng then gài, đạo thì mở rộng cửa ngoài cửa trong. Đời hay đôi sự hẹp lòng, đạo thường lấy giả khoan hồng thứ tha. Đời hay gây ít khi hòa, đạo thường hòa chẳng muốn nhà nào gây. Đời hay phân biệt đó đây, đạo xem nhau thể chân tay ruột rà. Đời vì mình hại người ta, đạo vì người dám bỏ qua thân mình. Đời hay hỗn loạn gia đình, đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà. Đời thường con ngỗ nghịch cha, đạo thì phụ tử hiền hòa luôn khi. Đời hay ăn nói vô nghì, đạo bao giờ cũng nhu mì ngữ ngôn. Đời thường tự đắc tự tôn, đạo luôn khiêm nhượng dù khôn hơn người. Đời nghe ai lỗi thì cười, đạo xem kẻ quay kiếm lời nhủ khuyên. Đời thường khinh nghĩa trọng tiền, đạo thì trọng nghĩa xem hèn tiền nông. Đời xem kẻ nạn ngồi trong, đạo trong ai khổ ra công giúp liền. Đời nghe thấy lợi như điên, đạo nghe thấy lợi nhớ liền nghĩa nhân. Đời thường đức hạnh không cần, đạo cho đức hạnh là phần lớn lao. Đời tôn áo rộng mũ cao, đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên. Đời thường ân nghĩa hay quên, đạo ân đã thọ lo đền cho xong. Đời làm một chút kể công, đạo thành thật giúp chẳng mong ân đền. Đời hay khinh dưới gánh trên, đạo thì trên kinh dưới nên đỡ đần. Đời thường chỉ biết lo thân, đạo lo cho khắp xa gần ẩm no. Đời hay lấy chớ ít cho, đạo cho ít lấy gì lo phước điền. Đời thường chia rẽ láng giềng, đạo luôn hòa hợp kết liên xóm làng. Đời gây lâm sự tóc tan, đạo làm non nước vinh quang thái bình. Đời hay thích diệt sát sinh, đạo không muốn sự chống kình giết nhau. Đời làm nhân loại khổ đau, đạo mưu sanh chung chỗ nào cũng vui. Đời như chỉ quấn rối nùi, đạo như bàn thạch được dồi thêm chân. Đời như cột mọt đem sân, đạo như lầu ngọc có non xây thành. Đời như bọt nước đầu gành, đạo như biển rộng trời xanh bao trùm. Đời làm cha phải xa con, đạo làm vợ biển chồng non được gần. Đời xem thường việc hiếu thân, đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành. Kể sao hết việc tốt lành của người, đạo đức phải hành động ra. Những lời dạy của Thích Ca làm theo chẳng để sai qua điều nào.
nói ăn mà chẳng ăn giàu nói cho đến chết bụng nào có no. Tu giàu viết thiện không lo, tu cho đến đốt ra cho chẳng thành, chữ tu liền với chữ hành, tu không hành đúng thì đành ra ma. Không thành bởi tại người ta, chứ không tại Phật Thích Ca dạy lầm. Con ơi bảo chúng sanh tầm, bao nhiêu đạo pháp vẫn nằm trong dân. Hồi đầu thấy đạo bên chân, còn mê tuy đạo ở gần mà xa. Kỳ này nếu chẳng tỉnh ra, muốn thu khó gặp để mà hồi tâm. Giữa đêm trong lúc yên nằm, khó kêu mở mắt khó làm vậy ngay. Người nào dù ngủ mấy say, nghe nhà cháy cũng thức ngay ra liền. Dù mê lắm cuộc trần duyên, khi nghe tận thế cũng nên tỉnh hồn. Bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn, sắp gần đến lúc trả chung tai nạn. Điền viên sự sản tan quan, chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù. Xác thôi như lá mùa thu, có nhiều thứ chết biết đâu mà lường. Người cùng nhau ghét hơn thương, đồng tây nam bắc đầy đường máu rơi. Sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không nói, khó mong tồn tại để coi lập đời. Người đi qua sức của người, nếu không quay lực Phật trời khó ngăn. Mắt phàm không thấy quyền năng, quyền năng đã có vô ngần từ xưa. Gặp khi hàng mới trong mưa, bây giờ còn mạnh người chưa dãy trời. Tay bay quả gửi giữa vời, từ đâu đưa tới người đời chưa hay. Hễ chim thì tự nhiên bay, cá thời biết lỗi có sai bao giờ. Chúng sanh chớ có thờ ơ, hãy tìm đường chánh để nhờ thân sau. Đợi khi mưa đổ ào ào, mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hung hung dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi hùng, mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ, phải gây nghiệp lành. Xưa nay giải việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành về sau. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi chuyện lao trong trần. Nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân. Mai này khổ thân chẳng phải phúc giây, mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần do đó đảo điên lu mờ. Chúng sanh lâm khiếp không ngờ, trước kia thu vật bây giờ người ta. Khi người khi thú khi ma, đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn. Làm người còn trí minh quang, xa vào thú vật hoàn toàn tối tâm. Khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chư Phật, khó sanh làm người. Đó đài biết thở nào thôi, thân này vừa tắt kế mồi thân sao. Vô cùng thảm khốc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ đời nào được vui. Đốt người cây bị người thui, sớm đi đông quách
chiều chui vô hầm, nếu đem mắt quế mà dòm. Mỗi sanh chung có mỗi non xác trần, mỗi lần sanh mỗi bỏ thân. Có ai được hưởng trường sanh bao giờ, chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Ngày nay có Phật gợi lên cũng cần nhớ lại để bền tâm tu, lần này phá được trí ngu sẽ tìm thấy lỗ về chầu Như Lai. Thật tu sẽ được thành ngay, nếu không thành Phật chịu đài thế cho. Muốn qua sông được gặp đò lo gì chẳng được tới bờ bên kia. Mau lên thuyền nó sắp lìa trễ qua, biết thở nào về tới nơi, ráng khuyên người gấp con ơi. Đời này tu được hơn đời ngàn xưa, sự tu rất ít người ưa, mà ưa tu được ngày xưa đâu bằng. Gặp muôn ngàn sự khó khăn mà không thôi, chỉ quỷ thần cũng kinh. Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh, tấm lòng chắc gìn được cái tâm không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu con ơi, người đó nào đâu phải thường. Dù cho các Phật mười phương cũng đem lòng kinh huống phường trần gian, đến khi đất hóa ra vàng, chúng sanh mới biết đạo tràng là cao. Con ơi lăn lóc giường bao tà cam, bỏ sắc chớ não nũng lòng, cứ đem bắt ai đại đồng. Gieo sâu đến tận đáy lòng chúng sinh, chủ trương nhân loại hòa bình, phá tan thế lực chống kình đông tây. Mạng người ai cũng như ai, phải nên tôn trọng chớ bài rẻ khinh, hại người để lợi cho mình. Trái bề nhân đạo trái tình từ bi, của người mình đến cướp đi, của mình kẻ có kiên gì ở đâu. Đua nhau giành giật xé sâu, gọi khôn chứ thật là ngu tốt đời. Thẳng ngay ăn ngủ yên nơi, giải tà đi đứng nằm ngồi đều lo. Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ở tan tành. Thuận nhau ăn đủ mặt lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao. Ở đời bất luận người nào, loài người ai cũng như nhau nên hòa. Trắng đen thì cũng người ta, chứ nên lấy đó làm đà thấp cao. Khác nhau khác tiên khác màu, cũng đồng giá trị như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, không nên phân biệt là người trắng đen. Biệt phân hành động giữ hiền, con người ai cũng đồng quyền như ai. Không nên lợi dụng quyền oai, nhẫn tâm đàn áp khiến sai người nào. Chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, cho người nào cũng dồi dào áo cơm. Việc làm này rất nên thơm, ước mong ai cũng sẵn lòng làm theo. Bao nhiêu tan tóc khó nghèo, chẳng còn duyên cơ bám đeo con người. Mới nghe qua chứ dối cười, thử làm sẽ thấy tốt tươi ngần nào. Biết tôn quyền lợi lẫn nhau, thì không đến nỗi máu đầu tuôn rơi. Đừng xem của lớn hơn người,
chẳng bao giờ có tới bời nước non. Nghĩa còn tiền bạc sẽ còn, nghĩa tiêu tiền bạc cũng mòn tiêu theo. Định tâm khó biết là bao, nhưng tâm khi định vật nào dám so. Định tâm nào phải hết lo, nhưng lo ấy chẳng phải cho tánh phàm. Lòng lo rộng lớn bao hàm, lo dân còn khổ lo làm đổ dân. Thay vì lo việc riêng thân, để lo cho khắp thế trần thoát mê. Người tu lo liệu trăm bề, đâu ngồi một chỗ ha hay sớm chiều. Thấy đời càng khổ bao nhiêu, trong lòng càng phải lắm điều lo toan. Tuy lo mà chẳng mê mang, nên không bị kéo vào đàn yêu mang. Kệ kinh dạy để làm ra, Phật không dạy để ngồi mà tụng xuống, vừa xem vừa phải hành luôn. Tu như thế mới chánh đường con ơi. Kệ kinh chẳng thuộc một lời, lòng từ bi có cũng ngồi tòa sen. Những người lòng giả bạc đen, tụng cho đến chết không lên Phật đài. Cao trong chơi chuốc bên ngoài, thế gian dũng tướng Phật ngài dũng tâm. Tu lâu không đạt quyền thâm, phần nhiều khẩu Phật mà tâm đập xa. Chỉ lo dọn dẹp ngoài da, trong tâm bỏ phế hơn là rừng quang. Dối lòng dối cả thế gian, tu như thế ấy tội càng lớn thêm. Giờ này cũng đã nửa đêm, thấy con trằn trọc mẹ mềm ruột gan. Mượn lời trong chốn không gian, cùng con trò chuyện đá vàng đời nay. Có đêm nhất định có ngày, có phàm tất có Phật đài ơi con. Có đời chết chốc hiếu vong, cô nhiên có cảnh sống còn an vui. Ấy là cảnh Phật con ơi, chúng sanh muốn biết hãy dời đến xem. Khác hơn cõi thế tèm lem, ở nơi cõi Phật tòa sen chói lòa. Phật nào cũng ở trên hoa, không hề chết mất, không già bệnh thân. Dung nhan đẹp khác phàm trần, vị nào cũng đủ tinh thần quang minh. Thật là trường cửu hòa bình, đáng cho nam nữ siêu sinh cõi này. Cõi này không phải mới đây, mà từ vô thị đến nay có rồi. Nhiều người đã tới đây ngồi, vẫn còn vô số kẻ trôi biển trần, nhìn vào khổ ách muôn dân, khiến lòng từ mẫn như dần nát tan. Quyết ra tay cứu thế gian, lấp sóng biển khổ lòng vàng mới ưng. Dạy tu để cứu khổ dân, chứ không dạy chỉ lo thân quên người. Gặp khi binh lửa khắp nơi, người tu càng phải giúp đời nhiều hơn. Người tu phải có lòng nhân, tu như thế mới đúng chân giáo truyền. Khổ nạn còn có vô biên, đâu đành ngồi ngó não phiền của dân. Con ơi dù phải tao tần, cũng đừng bỏ giả cứu trần thoát mê. Riêng thân dầu có nặng nề, miệng đời nhé gánh cũng hê hả lòng. Hiện giờ khắp chốn Tây Đông, hóa thân Bồ Tát đầy trong cõi trần.
đó đây kêu gọi không ngừng kêu cho sanh chúng xả thân tu hành bỏ lòng giết hại lẫn tranh tạo nền hạnh phúc bình thánh lâu dài. Mạng người ai cũng như ai, vì mình mà nở xuống tay sao đành thù nhau dù có muôn thành. Vợ này cũng ráng mở tình thứ tha, nếu mình tha thứ người ta thì người ta sẽ thứ tha cho mình. Trong đời nhiều lúc vô tình mà gây tội lỗi cho mình không hay. Lỗi mà thú nhận ra ngay muôn người chỉ có một hai lạ cùng, một khi nổi gió đụng đùng thì cây cội ngã nào không bao giờ hành vi lỗi chẳng nằm trơ. Mà là lỗi ấy hại cho nhiều người, lỗi dù che đậy bao nơi đến khi rốt cuộc thì người cũng hay. Lỗi mình biết trước hơn ai, trong tâm lo sợ mỗi ngày không ngưng, tránh đừng phạm lỗi vào thân. Lỗi như đã phạm thì cần hối ngay, chớ cho lỗi ấy kéo dài. Sớm ngày hối cải sớm ngày an tâm, trả vai định luật không lầm, nên khuyên sanh chúng chớ nên khinh lờn. Dứt xong cái tánh ngã nhân tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng. Tham sân khi đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng cũng tiêu. Ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp chẳng siêu Phật đài. Con ơi nhớ bảo gây cay, mấy điều ấy ráng miệt mài cho nên. Thành công do ở chỉ bền, đừng lòng sớm nhớ chịu quên không đành. Đã tu thì phải có hành, tu xuống cửa miệng hổ danh nhà thiền. Không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền gần nhau. Tu hung Phật dạy hồi nào, đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu. Tu cho sáng chứ tu mù, tu cho siêu thoát chứ tu tiêu hồn. Tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu phồn dại ngu. Cũng thời nhập đạo vào tu, người hầu Phật tổ kẻ chầu ma vương. Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường tạ càng buộc càng mê, chỉ đường chánh mới tự tề giác quan. Đạo tà thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toan cứu đời. Đạo tà như đám sương mây, còn đường đạo chánh như trời sáng ra. Tà làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt trẻ già khắp nơi. Chánh tà khéo chọn con ơi, bước sai một bước khổ đời muôn năm. Chúng sanh như lạc rừng thâm, lấy sao làm dấu để tầm hướng ra. Cứ quanh trong chốn rừng già, thân kia khó tránh hầm ta ngày nào. Biết nguy thì phải trốn mau, trói tay rồi mới tẩu đào kịp đâu. Muốn đi qua khỏi sông sâu, phải lo sắm đủ thuyền tàu trước đi. Quy y mà chẳng hành y, ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần.
có thân sớm liệu lấy thân, đừng chờ hấp hôi mới lần chuỗi tay. Tu trong chớ có tu ngoài, thật lòng mổ đạo chứ bài dối tu. Trời trong bóng có mây mù, nay án mai chẳng sự đâu thể ngờ. Xảy ra bão tố khắc giờ đủ làm dạng vật xác sơ lắm rồi, biến thiên đã định trong đời. Xưa nay như thế mặt người tin không, mà nếu tin tin chắc nơi lòng thường ngày tin tấn gắn công tu hành. Không màng thế sự lợi danh, chỉ lo bủa rộng chân tình từ bi. Làm cho mình hết mê si, đồng thời giúp kẻ khác đi chánh đường. Đạo màu nhất quyết phô trương, khiến cho ai cũng thiện lương như mình. Tam quy ngũ giới chặt gìn xây nên hạnh phúc hòa bình khắp nơi. Treo gương bác ngay tốt tươi, mở đường sáng rộng cho người đi theo. Kêu dân giúp kẻ khó nghèo, gọi người hợp tác để gieo giống lành. Nhà nhà nỗ lực tu hành, không ai gây gỗ tranh giành với ai. Trẻ già ăn ở thẳng ngay, thương nhau như thể chân tay. Ruột già đầu làng cuối xóm thuận hòa, không ai mất của không nhà hàm oan. Nhà nào cũng được ngủ an, không còn thấy kẻ ngoại đàn anh sinh. Được vinh thì cũng đồng vinh, khổ vui đều biết lấy tình sớt sang. Chẳng nghe thấy kẻ tham gian, tạo nên xã hội hoàn toàn thanh liêm. Hiếu trung ăn ở trọn niềm, sống không hổ thẹn cổ kim. Chút nào điều này không phải chim bao, quyết tâm có một ngày nào dựng lên. Con ơi nói phải làm nên, luận xuống đến chết tuổi tên không thành. Giảng kinh miệng độc tâm thành, chấp tay thì phải lòng thành Nam Mô. Học câu Bồ Tát hư vô, của người muôn hốt vào bồ sao nên. Nếu bờ giác ngạn muốn lên, nở nần chớ có chất trên vai nhiều. Vai càng nhẹ gánh bấy nhiêu, chân càng lẹ bước dễ trèo lên cao. Tu hành cũng thế khác nào, nghiệp mê càng nhẹ càng mau đắc thành. Nhà tu thì phải làm lành, trọng điều phước đức hơn danh lợi. Trần tu cho minh mẫn tinh thần, tu sang hơn kẻ tục muôn phần là tu. Tu còn tâm trí mờ lũ, tại người chưa được tốt tu dòng trần. Phải cho đoan chánh nhân thân, trong lòng bình tĩnh xét cân mọi điều. Những gì còn có bao nhiêu, tự mình biết rõ chẳng điều nào sai. Lấy tâm thống trị bên ngoài, đừng cho ngoại vật đỏ đài trong tâm. Dòng tình như đá nam châm, cảnh trần như sắc đến gần hút ngay. Cảnh xem tình chẳng đồng lai, là điều rất khó xưa nay. Ít người việc chi dù khó mấy mươi, lòng người nhất quyết rốt rồi cũng nên. Ừ.
Người tu cần có chỉ bền gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp đã đi đường lành, tu thêm nhất định sẽ thành, cũng như giàu có nhờ danh nhiều năm. Đạo thành rõ mối quyền thâm, như mù được sáng hết lầm đường đi. Sự vui còn có chi bì, chúng sanh còn ngại nổi gì thờ ơ. Ngồi không nói việc thiên cơ, đâu bằng đổ thế được nhờ áo cơm. Dù chớ bận việc sớm hôm, trong lòng cũng chớ quên dân nghèo nàn. Tu cho lợi ích thế gian, xin đừng tu bỏ sớm làng bơ vơ. Giúp người chớ lửa thân sơ, làm ơn chớ có bao giờ kể ơn. Ở cho đáng mắt hiền nhân, kẻ xa cũng mến, người gần cũng ưa. Những lời chửi rủa nên chừa, nói năng thêm bất trí chua cũng đừng. Một mình trong bốn vách dừng dừng, coi như trước triều thần nghiêm trang. Không nên nói bướng làm càng, đồng thời cũng vẫn đàng hoàng dung nghi. Trong tâm còn tưởng quý chi, trừ xong chớ để thực thi ra ngoài. Mỗi khi tâm vọng trừ ngay, tất nhiên hành động hai tay không còn. Nhớ câu nước chạy đã mòn, thường ngày biết sửa lối còn giàu đâu. Thường người hăng ngay buổi đầu sau, rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm. Trong nhà muôn có hoa thơm, không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ, chẳng lo cung bái bao giờ trang linh. Tu hành mà thiếu đức tin, để cho ma quỷ dỗ dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông, dình tâm cứng tở sắc đồng. Ít ai tại sao tu quỷ tu hoài, mà không thành Phật tại hay tu càng. Tu không nhất định còn đàn, đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời. Nhiều người nào khác con dơi, ba hồi làm chuột ba hồi làm chim. Mà thương đời chẳng nỡ ngồi im, con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân. Mặc cho nắng sợ mưa, tần từ bi vẫn đặt gót chân cấp cùng. Ngày nào còn kẻ lao lung, người tu chưa được toại lòng ơi. Con biển non có lúc cạn mòn, tình yêu nhân loại vẫn còn luôn khi. Thuyền từ suối ngược cứ đi, vớt cho hết khách lâm nguy. Giữa dòng từ bi tình ấy mênh mông, mãi lo đắp lãnh quạt nồng cho dân. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi. Khá khuyên nhủ các tăng ni, chớ nên im thế hãy đi độ người. Đang cơn ít nước tay trời, ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu. Vì dầu mất buổi công phu, giúp đời được lợi chữ tu cũng còn. Riêng mình mắt đẹp ăn ngon, còn người đôi rách lòng son đâu đành. Thấy ai khổ biết đồng tình, không cần chuỗi hột cũng thành Phật tiên. Khởi tâm lành có vô biên, người nào có được thần tiên chẳng phàm.
ráng làm những việc khó làm, quỷ thần nể mặt thế phàm kiên quay. Hứa thì làm chớ để say, nguyện tu thì phải thường ngày lo tu. Nếu tâm còn thấy mờ lu, phải cần tinh niệm công phu thêm dài. Khi lòng nghĩ quấy trừ ngay, quấy không còn giống quệ khai ra liền. Hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quấy là miền trần gian. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang, chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì. Nếu không chịu khó kiên trì loạn tâm kia, có dễ gì bình sông. Giặc nào bằng thứ giặc lòng, lúc nào cũng đánh chứ không lúc ngừng. Phải lo dè giặc cánh chừng, hớ hình một tỷ địch quân nó vào. Thói quen không thể trừ mau, đừng cho tật xấu nó vào ở lâu. Trong tâm có Phật ráng cầu, Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai. Chớ tu ỷ lại Phật ngoài, mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng. Nếu không tìm thấy Phật trong, Phật ngoài cũng lại khó mong lại gần. Hãy nên tự chủ tinh thần, đừng cho vật chất xa gần khiến sai. Chỉ quy được cả trong ngoài, hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do. Cái bầu vũ trụ thật to, những tâm người lấy đỏ so kém gì. Tâm không có sắc màu chi, chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm. Trong khi đi đứng ngồi nằm, tự mình phản chiếu coi tâm thế nào. Bổn tâm dung chẳng ra vào, đã không trên dưới sắc màu cũng không. Thấy tâm phải biết bằng lòng, bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm. Con ơi muôn rõ quyền thâm, mỗi mình ấy ráng kiếm tầm cho ra. Tự làm chứ cậy người ta, vì rằng thành Phật thành ma tại mình. Khó khăn lục dục thất tình, cố ngăn sẽ được cố dình thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên, hơn nhau ở một chữ bền mà thôi. Nay chưa xong được thì mới, mới chưa thì mốt cũng rồi chẳng không. Thích ca cũng phải dày công, chớ đâu đạt được lục thông tức thời. Thiện nam tín nữ khắp nơi, cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm thành công, chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn giàu cả vạn tiền công tiền lời, mới vừa lấy Phật ban mới. Kế chiều đó muốn được ngồi tòa sen, ở trần dôi trá đã quen. Khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn, thấy đời tu dối thêm buồn. Gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, lợi chỉ cho Phật mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội đừng hồng giảng sanh. Ở ngoài đời đủ lối cạnh tranh,
trong chùa chỉ một đường lành mà thôi, chưa tu xảo quyết đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, người không nghe Phật người dương khổ nàng. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm gian cho đời. Sang không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân. Chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc trái ít người. Cho nên kẻ biết tỉnh hồi, thật là của quý vàng mười khó so. Con ơi cùng Phật toan lo, người nào chứ